ráng tu cho kịp hội Long Hoa. Đạo đức không chuyên khổ lắm à. Rồi nói thêm nè, chai lạc để ngừa loài khí độc. Đó là khí bạc là bom nguyên tử đó. Chai lạc để ngừa loài khí độc đó. Còn mê man bất tỉnh cảnh thì ba. Thôi cái này nè, nếu tôi nói thiệt, nếu mà ranh đỏ của tôi mà mấy ông tham quan ranh đỏ của tôi là tôi chơi hạt nhân luôn. Cũng lên tiếng vậy là ông thấy cái chiến tranh này nó căng dữ lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thân ái kính chào tất cả đồng đạo, nam nữ, xa gần, lớn nhỏ, trong nước và nước thân mến. Hôm nay cũng hơi lâu rồi tôi không có, chưa đủ nhân viên hội với chú, mấy chú để mà chia sẻ về vấn đề đạo pháp. Hôm nay hội đủ đương nhiên cũng có đông đủ nhiều chú đến đây, cũng chia sẻ với chú qua đôi điều Phật pháp mà giảng kinh của Đức Phật và Đức Thầy đã chỉ dạy. Nhưng xét thấy thân tôi á, thì kiển nhà bụi héo bụi khô, xin đem nước mắt tưới vô cho đỡ cành. Thân tôi đạo đức cũng chưa rành, trong khi thầy vắng đâu đành làm ngơ. Mà nhận thức qua lời giảng của Đức Thầy thì đã xuống đây chỉ dạy, rồi mình cũng tu theo giáo lý của tổ thầy, cũng nhận thức được thức thầy chỉ dạy quá hay. Mà để đưa con người để là qua vượt cái cảnh khổ đau bệnh hoạn chết chóc, nhận thức được lời nói của Đức Thầy nói là mình đã gặp con thiền Bát Nhã, có lý nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngày gắng sức ra công gần quá. Nền đại đạo lưu thông khắp cả, Phật tiên hiền điều trọng Phật gia, rèn dân bằng giáo thiết bình hòa, giống bác ái gieo sâu vô tận. Đó, mình hiểu biết chút đỉnh, mình cũng nguyện với thầy tổ cho mình biết được chút nào, mình cũng đem ra để chỉ dạy cho những cái bà con mà chưa tu, hoặc những cái em cháu tu sĩ mà mới chưa có tu mà mới phát tâm tu, để nói cho các em các cháu đó để thức tỉnh tu hành. Với quý vị nào ở đồng bái ruộng rẫy không có thời gian ha, mắc mần rồi không có thời gian công ty rồi đó, rồi bây giờ tối lại về nhà có thời gian rảnh rỗi để coi, để hâm nóng lại giáo lý của Đức Phật Đức Thầy, để mình tìm hiểu thêm nó cái câu nào mà mình thấy hay mình rót dạ vào lòng, để mình vào tâm, để mình nó là sửa đổi để tru cho mau toàn thiện toàn minh đó. Mà như vậy mới chẳng phụ công trình của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Kính trình Đức Thầy và chư thần Đức Phật, cảm ơn chứng minh. À, kính thưa quý vị, hôm nãy với chú Tạo cũng có hỏi, thì lúc này đó cái hoàn cảnh xã hội thì nó cũng có dịch bệnh, và có cái chuyện làm ăn của là công ty nó cũng ngưng không hoạt động, không có là sa thải các nhân viên, rồi những cái công nhân cũng thất nghiệp, thành ra đó là cũng cái cảnh khổ của thế gian mình đó. Nói về dịch bệnh đó, thì thành phố Bình Dương nó cũng có rai rai quý vị ơi, bắt đầu nó trở lại rai rai rồi đó, mới rai rai thôi đó, là hôm mấy tháng trước nó có nhưng mà nó hết rồi, cũng còn dây dẫn chút đỉnh, nhưng mà bây giờ nó bắt đầu nó hơi mạnh lên lại rồi đó, hơi hơi chứ cũng chưa đó nhiều. Nó là ở Bình Dương thành phố và Hà Nội. Còn nói về á, cái dịch bệnh bên Trung Quốc á, bây giờ đó là hai tỉnh đó, là cái tên dịch bệnh nó là Langria Virus, là tại tỉnh Sơn Đông và tỉnh Hà Nam. Hai cái tỉnh này đó nó có rất nhiều, bây giờ cái bộ y tế của Hà Nam và Sơn Đông đó là bó tay luôn, không khống chế nổi. Rồi nó còn lan rộng ra các cái tỉnh khác nữa. Rồi mà Tập Cận Bình thấy vậy đó, ông mới nhốt những người đó. Bây giờ dân chúng Trung Quốc đó, nó kéo biểu tình khắp nước hết, trong khi phải là thả dân đó ra và yêu cầu Tập Cận Bình phải từ chức đó. Bên nước mình như vậy đó còn ngon lành lắm quý vị ơi, mới có phát bệnh ít mà nhỏ chút đỉnh thôi, nhưng mà đất nước Việt Nam mình được yên bình như vậy đó, là mình thấy đó, mình là dân tộc Việt Nam cũng hãnh diện với năm châu thế giới, là ơn trên được đãi ngộ cho đất nước Việt Nam mình, nhẹ dịch bệnh, nhẹ chiến tranh. Mà lại là Trung Quốc bây giờ là nó dịch bệnh nhiều, mà lại cái nước nó lộn xộn lu bu dữ lắm quý vị ơi, chỉ nói phớt phớt qua thôi.
Thì quý vị cũng thấy cái cảnh khổ của Trung Quốc đó, nghĩa là 2-3 năm nay rồi nó có triền miên lận hết đó. Mà trong cái sám giảng cũng có nói về cái chỗ này qua những câu để tôi chứng minh quan cái cho nó sáng cái đề này, dài này đó. Như giảng xưa có nói đó, mới bão lụt chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia, nạn tai chết chóc chia lìa đó. Dân sanh đang lúc đầm đìa nạn tai đó. Ông chứng minh nghi đang không? Phật nói nghi đang không có sai đó. Những cái lời của tổ, của thầy, của Phật nói là không có sai. Trước với sau sớm mà muộn thôi chứ cũng có hết. Nhưng mà bây giờ ông chứng minh là đầy đủ rồi đó, đủ cái thời kỳ, nghi gian cái thời kỳ rồi đó. Mới là bão lụt chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia, nạn tai chết chóc chia lìa, dân sanh đang lúc đầm đìa nạn tai. Nó đầm đìa nạn tai là nhiều tai nạn dữ lắm, không có thể kể xiết. Thì là chỉ nói phóng bất quan hàng Trung Quốc chút xíu vậy thôi. Rồi còn á, nói về nước Mỹ, nó bây giờ nước Mỹ bây giờ có 50 bang ha. Cái nước của nó có 50 bang nhưng mà có hết 17 bang dịch bệnh đó. 17 bang dịch bệnh là cái dịch bệnh này á, nó khống chế. Bây giờ cái đài của nó là bên Mỹ á, tôi có bắt nghe cái đài bên Mỹ thì nó nói mình mới biết, chứ mình ở đây làm sao biết bên Mỹ. Nhưng mà cũng cái đài nó thông báo rồi mình bắt mình nghe là 50 bang nhưng mà có dịch bệnh nổi lên là 17 bang rồi đó, thành ra nó chiếm gần phân nửa rồi đó. Rồi thành ra nói lên đây để cho biết là cái dịch nó cũng khống chế trở lại nữa đó. Mà qua lời Đức Thầy cũng nói cho mình biết là lâu rồi, nhưng mà không phải cái dịch này nó có rồi một thời gian nó có lại nữa, chứ không phải nó có rồi nó vắng một cái là nó lặng im luôn. Cũng do nó chúng sanh mình không chịu tu, tạo những chuyện là nghiệp không à. Thì cái nghiệp thì phải trả nghiệp nó, thành ra cái nghiệp do chúng sanh tạo không à. Mà Đức Thầy có nói là no chiều rồi đợi đớm ơi, dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Rồi thầy có cho mình biết là tại mình là hội công đồng xem xét khẳng hồi sai dư tướng xuống răng trần thế, mới đau nhiều chứng vậy thì khó kể. Rồi ngài thầy cho biết thêm là kể từ nay lao khổ đến cùng, từ đây sắp tới là lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi trung dung, người bạo ác không toàn thánh mạng đó. Cái người nào tu hiền thì được trời Phật che chở cứu vớt, gặp tai nạn thì cứu vớt, còn cái người nào không tu thì không có duyên với Phật thì Phật không cứu được, thần không cứu được đó. Bởi vậy giảng kinh xưa cũng nói không duyên khó gặp con ơi, gặp rồi mà bỏ là đời quá mê, gặp đạo rồi mà bỏ đạo không tu đó là đời quá mê. Thì cái đó không có duyên là Phật không cứu được đó. Thành ra rồi á, cái thằng Trung Quốc á, mà một tháng trước á, cái thằng Ấn Độ một tháng trước á, nó cũng chết dữ dội lắm đó, nó chết dữ dội lắm, bây giờ nó mới lắng dịu xuống im lại. Thành ra á, cái cảnh khổ thảm rồi, thầy cho biết chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê đó. Thầy nói mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, Nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Thành ra cái cảnh sống này đó nó khổ đau lắm bà con ơi. Rồi một số công nhân đây là nói về đất nước Việt Nam mình nè đó, tôi bắt cái đài của hổm nó là cộng là đài nó báo đó là 44 tỉnh nó là sa thải hết 647.000 người công dân. Rồi trước Tết nó sa thải, rồi một số thì công ty thì nó cho mừng lợi, thí dụ cho mừng lợi 7 ngày thì trong 7 ngày nó mừng lợi 4 ngày hay 3 ngày gì đó, rồi thay đổi nhân viên bằng chuyền lao vậy đó. Rồi mình sống hơn đâu là làm sao nổi, thấy không? Rồi nếu mình bỏ mình về thì cái viện bảo hiểm này làm sao mà lấy. Thành ra bắt buộc phải làm cầm chừng, ăn sống tiện tặng để làm cầm chừng, để mà khi mà tới gần Tết đó là đặng mà chờ lấy tiền bảo hiểm. Mà cái tiền bảo hiểm đó có người 18 năm, 17 năm, 15 năm. Thì thí dụ như nó có muốn sa thải mình thì nó trả lương bổng cho mình với tiền bảo hiểm cho mình đầy đủ rồi mình về. Không, nó không trả mà nó để nó neo mình đó. Là cái vụ đó là vụ mới khổ cho bà con đó. Con nghe nói là nó đuổi mình đặng để là nó khỏi tiền Tết luôn. Một, dạ, khỏi tiền Tết. Hai là bảo hiểm nó là không trả. Dạ, nó chơi bức răng vậy đó không? Đó, sao? Làm như vậy đó là khiến cho cái dân tộc Việt Nam mình mấy cái người nhân viên mặt ngoài là khổ hết. Đó. Thành ra đó, có nhiều vị hỏi tôi với Tết nhất là sao, Tết được hay không? Tôi nói cái chuyện ăn Tết thì phải được rồi chứ sao không? Nhưng mà con cái
ăn Tết dân mình bị thất nghiệp vậy thì nó khổ thôi. Dân chúng của mình mần công ty quá thì nó khổ thôi. Về đây mần ăn mà không có thưởng được tiền Tết, thưởng được tiền Tết rồi là đuổi trước Tết vậy thì nó phải khổ thôi. Chứ vẫn ăn Tết được, bình thường. Nhưng mà có một cái là không có tiền bạc thì nó, dân chúng mình nó khổ não vậy thôi. Nó không có được, có là kinh tế không có được, là rộng rãi mình vui vẻ vậy thôi chứ sao mà không được. Sao mà... Chứ còn cái Tết thì cũng bình thường, nhưng mà nó buồn. Nó buồn vì cái gia đình kinh tế nó eo hẹp rồi, nó không có tiền bạc. Buồn cái vấn đề là tiền bạc thiếu kém, thiếu thốn. Đó, chứ ăn Tết cũng vẫn bình thường, nhưng mà nó buồn lắm bà con ơi. Đó, thầy nói ăn Tết năm nay ăn Tết thật là buồn, năm nay ăn Tết thật là buồn. ông cho biết buồn trước rồi. Đó, nhưng mà mấy câu sau tôi quên rồi. Thôi bây giờ nói sương sương vậy thôi, mình nhắc qua cái chuyện dịch bệnh đó. Thì nó có, nhưng mà bà con đừng dẫn ngươi. Nó có rồi đó, từ từ ngàn lên. Nếu bà con nào thấy bệnh mà mình biết sợ thì bà con mình ráng, nó là cải sửa tâm, chưa tu là phải sửa đổi tâm tánh tu hành, rồi sớm chồm bà con rủ nhau tu cho mạnh đi, thì mới khống chế được cái dịch bệnh. Mà bà con nào mắc bệnh rồi thì biết, bởi vì trời sai chư tướng xuống thì răng rắn đó. Thầy nói rõ ràng, mình làm ác quá, bây giờ tới thời kỳ rồi mình trả quả rồi, mà trời sai chư tướng là sẽ làm cho mình đau bệnh đó. Thì mình biết như vậy á, mình cải hối ăn năn làm lành nó giữ, ăn chay niệm Phật tu hành đi, rồi giái là Phật trời đi, thì Phật trời xá tội cho mình, ngưng làm ác làm lành làm thiện đi, thì lúc đó bệnh của mình gian giái uống thuốc thì nó hết. Mà bà con nào có lâm bệnh rồi mà không giái thì thằng người ta là hành thì phải hành luôn, mà chỉ không có cải hối ăn năn là không có tha, hành tới khi nào chết luôn thôi. Dạ, dạ ông Chính ơi, thời gian gần đây thì ở trong miền Trung, miền Nam của chúng ta đây nè, là bị dân nó bị gọi là ho, nóng ho, nó bệnh này nó quá nhiều luôn Chính. Có phải là trời giông gió sái mùa sái tiết không Chính? Đúng. Thì Đức Thầy ra đời, Thầy nói trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cũng mưa cũng khác xưa rồi. Rồi như vậy mới khiến sanh ra bệnh hoạn nè, khổ lao nè. Nay khổ lao, khó đứng mà không ngồi. Đừng có nói chi mà cái loài người mình ha, là loài vật, mà cái cây cũng bệnh nữa. Bây giờ cái cây bây giờ cũng bệnh nữa. Cái mùa tiết nó sái rồi là cái cây cũng bệnh đó, chứ đừng nói mình. Thành ra mình đi mà chỗ nào có không khí nó thay đổi, nó khác rồi là mình hít vô, thở vô là mình bệnh rồi. Nó bị là sổ mũi nhức đầu rồi. Bởi thời tiết chuyển thay biến thể nên uống ăn chẳng được điều hòa. Cái chỗ này là Đức Thầy có kể rồi nè. Đó, bây giờ lớp xương vậy thôi, chứ bà con nào đọc kinh giảng của Thầy là biết cái chỗ này rồi. Dạ. Bởi thời thế chuyển say biến thể nên uống ăn chẳng được điều hòa là nguyên nhân căn bệnh phát ra, thấy không? Mấy thân trằn trọc không mê nhức nhối. Người ta nói với con á, là người ta nói với con cứ coi trong đài mạng đó, là người ta nói là do ở bên kia nó chiến tranh đó, rồi những cái khói độc của nó thải ra rồi nó bay qua bên trời mưa, cái nó bay qua đây làm cho mình bị ho rồi bị dịch bệnh, bị cái chắc... đó cũng có luôn, có luôn nữa chứ không phải không. Cái đó là cũng có, đó là nó nhẹ thôi. Nhưng mà tới sau này, tới chuyện nguyên tử đó mới nặng. Dạ. Chứ bây giờ nó chỉ có hít vô nó sanh ra đau bệnh thôi, chứ chưa tới đổi mà chết liền. Dạ. Tới khi mà chết liền đó là cái nguyên tử hạt nhân, hít vô một cái là bể phổi, học máu, chết liền. Ủa, ghê vậy đâu, chính... Đây chút nữa là tôi kể ra trong giảng nói cho tôi nói tôi đâu có biết gì nói. Nhưng mà trong giảng Phật cũng nói trước cho mình thấy, mình biết mình ghê đâu mình sợ. Đó. Chứ mình không tu á là không tránh khỏi cái bom nguyên tử đâu. Những người nào ăn chay 3 năm chút lên là mới khỏi bom nguyên tử. Hít vô mới không chết. Còn dưới 3 năm là chết. Cái này không, Phật không có nói, nhưng mà theo tôi biết, những cái người ta đi bằng hãng thuốc sâu, hoặc là cái hãng trong cái hãng mà bom nguyên tử đó, người ta về người ta nói lại vậy đó. Nên chọn lựa những người 3 năm ăn chay trường mới có vô mần cái hãng, là trong cái hãng nguyên tử, chế nguyên tử. Rồi cái hãng thuốc sâu cũng vậy, 3 năm ăn chay trường mới cho vô mần trong đó. Thành ra cái 3 năm hết lên thì hít vô tử hư hào không chết. Bởi vì Đức Cao Đại Giáo đó, Ngài mới nói đó, ráng tu cho kịp hội lắm qua, đạo đức không chuyên khổ lắm à. Rồi nói thêm nè, chay lạc để ngừa lời khí độc, đó là khí độc là bom nguyên tử đó. Chai lạc để ngừa loài khí độc.
còn mê man bất tỉnh cảnh kỳ ba. Thôi cái này để cái đợt sau tôi đọc lại cái tôi phải giải cái này nó hai vế. Đó, mê man bất tỉnh cảnh kỳ ba là cái này nó khác nữa nghe. Đó, rồi ông mới nói thêm là người hiền cứu sống theo ông hò chúa, kẻ giữ bảo tàng sát quả tha. Đó, kẻ giữ là người hung đó, bảo tàng tức là chết đó, là sát quả tha. Rồi thân dậu đến đây rồi sẽ biết đinh ninh dạng giữ mấy lời ta. Đó là nói về bên quân tử nghe. Yeah. Thành ra nó khổ não lắm, mà con không có tu thì khổ não lắm. Bởi vì Đức Thầy mới nói nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Đó, tại vì Phật Thánh Tiên dạy xuống dạy mình kêu mình làm hiền lành, tu hành mới khỏi qua cái tai nạn, mà mình không chịu tu mình cứ gây cái chuyện là thiện bất lành không thì gây cái nghiệp gì thì phải trả nghiệp đấy. Làm thiện thì gặp thiện, làm dữ thì gặp dữ, tới cái thời kỳ trả quả mà âm y biết bao. Đó, thành ra bây giờ đó, chứ để đó, cái dịch bệnh như vậy đó nó còn đỡ, nhưng cái hậu trào 45 đó dịch bệnh nó chết một cái là kinh khủng luôn. Nó chết cái là nguyên làng nào là chết nguyên làng đó, bỏ xứ đi thôi, còn ở lại là chết nguyên nhà luôn. Đó, cái lúc đó tôi còn nhỏ nhỏ tôi biết đó là nghe cô bác lại là nói lại đó. Rồi thành ra bây giờ ông là Phật, ông cũng là nói cho mình một cái cho mình biết để mình sợ nè. Ông nói giặc trần thấy cũng đã ghê, thấy không? Giặc trần mà chiến tranh bom nổ đó chết cũng đã ghê rồi, còn thêm giặc bệnh ê hề thấy thi. Ngày xưa có đủ lương y để mà phòng trị bệnh khi quá nhiều. Năm xưa bệnh ấy gặp nhiều, đầu làng cuối xóm điêu hiu lạnh lùng, ấy là dịch bệnh phát sinh. Còn ngoài ra ban trái vô cùng thảm thương là ban trái thì con nít chết nhiều hồi xưa. Còn bây giờ thì cái dịch bệnh đó nó chết nhiều nước hơn năm ngoái, hơn hồi đó. Hồi đó có Việt Nam mình không à, còn bây giờ nó lan rộng cả thế giới luôn, kêu bằng đại dịch toàn cầu. Nước nào cũng có hết chứ không có nước nào không có hết, nước có nhiều ít thôi. Con nghe nói là hiện giờ Trung Quốc là nó gấp 10 lần ngày xưa đó. Thì bởi vậy bây giờ cái bộ y tế nó bó tay luôn rồi đó, nó không khống chế nổi rồi đó. Bây giờ nó buông rồi, bởi vậy tập cái bệnh nó nhốt giam lại, không cho đi ngoài sẽ lây người ta, thì dân chúng nó kéo quyết định. Nó kéo kỳ này là kéo hết tất cả trong nước luôn, chứ không có thành phố nào mà không kéo quyết định. Rồi kêu cái cớ đó, nó lấy cái cớ là kêu tập cái bệnh tự chức luôn. Rồi y chơi cái nè, rồi thả nhưng mà vòng ngoài nó cho xe tăng thiết giáp quân sĩ nó chạy đi dài theo đường, gặp người nào biểu tình về lấy điện thoại bóc lại bấm coi mà nếu mà có quay phim vụ biểu tình là nó bắt luôn. Vòng ngoài nó thả, vòng trong nó bắt, nó bắt nó nhốt mấy người đó lại luôn. Thành ra mà cái chuyện này mình thôi phớt phớt thôi, chứ mình không có dám nói nhiều qua cái chuyện đó. Thôi bây giờ mình nói lại, bây giờ cái cảnh dịch bệnh nó chết chóc như vậy đó, rồi cái cảnh chiến tranh đó, rồi còn chiến tranh nữa. Chiến tranh này nó cũng kinh khủng lắm nghe, chứ không phải nói thường nghe. Như thằng Ukraine với thằng Nga bây giờ quý vị thấy, bây giờ hết nó nổi rồi. Bây giờ đánh qua đánh lại, bây giờ nó gây cắn tới thằng Mỹ với thằng NATO luôn. Đó, bây giờ thằng kia nó nói bây giờ nếu mà ở trong nước nó qua nó tấn Nga qua tấn công hoài thì mình tan nhà nát cửa của mình, dân mình chết, nhà cửa dân chúng đất nước mình banh chành hết. Nhưng mà nó bệnh nước Nga nó không có chân, thấy không? Thành ra nó cứ tấn công mình hoài. Bây giờ thằng tổng thư ký NATO nó mới là kêu các nước hợp hội lại, bây giờ giúp thẳng vũ khí mạnh cho thằng U Nga, nó đánh thẳng hoàng Nga luôn đó. Rồi thằng Nga nó nghe, nó ngon nó mới qué lên, nó nói mày chơi gì mà mấy ông là giúp U Nga rồi vũ khí rồi mà kêu nó đánh thẳng qua nước tôi. Nếu tôi nói thiệt, nếu mà ranh đỏ của tôi mà mấy ông phạm qua ranh đỏ của tôi là tôi chơi hạt nhân luôn. Cũng lên tiếng vậy ông thấy cái chiến tranh này nó căng dữ lắm, chứ không phải về. Rồi thằng Mỹ nè, thằng bây giờ Bắc Triều Tiên nè, bởi vì thằng Nam Triều Tiên với thằng Mỹ với thằng Nhật á, nó tập trận nhau hoài. Thằng kia nó phóng là tên lửa vào hoài. Rồi bây giờ nó nói thẳng luôn, bây giờ mấy ông làm nè, Mỹ nè, Nhật nè, Nam Triều Tiên nè, cứ tập trận hoài tôi ngủ ngay không được, tôi sợ tôi phải bắn.
đó. Mà mấy ông á, nghĩa là tập trận là gần dưới nước tôi quá thì tôi phải sợ đó. Rồi bây giờ á, mấy ông thôi tập trận đi, chứ còn tập trận là tôi phải sợ, tôi phải làm mấy ông là không cản tôi được đó. Cũng lên tiếng mấy này cũng gần dữ lắm. Quá căng ha. Ờ cái này, thành ra giặt chạy lăng xăng luôn ha ông. Ờ thành ra Đức Thầy mới nói đó. Nói là đó hả? Cuộc thế giới chuyển lai như trống, khuyên dân tình hãy lắng mà nghe. Nó nghe các báo các đài đi, rồi mình mới thấy cái chuyện thế giới bên ngoài nó khổ sở lắm. Mà thằng Trung Quốc với thằng Mỹ nó đánh nhau chuyển đông chết à, cháy hai ba chiếc tàu hoài nè, cháy qua cháy lại hoài nè. Bởi vì nó thành ra cái chỗ này nó ngặt lắm. Nhưng mà cái chuyện thôi bây giờ mình nói qua cái chỗ này đi. Nãy giờ nói cái chuyện chiến tranh giặc bệnh nãy giờ rồi, bây giờ nói qua cái chuyện tu hành của mình chút đi. Chứ để cái cảnh giặc giả chiến tranh nó tàn khốc lắm. Mà vì mà thầy có tỏ trước, thầy nói rồi, do nó là người tàn bạo gây nên. Nó tàn bạo là những người hung ác. Ông thấy mỗi Putin nó giết bao nhiêu ngàn người đùa ra. Đó là lệnh thôi, cái lệnh của nó thôi. Mà. Giết là bên Una bây giờ cả trăm ngàn người rồi đó, chứ không có dưới đâu. Nói gì dân thường nó chết. Thằng Tony nó nói là nó thảy 72 tiếng đồng hồ mà tên lửa thảy 72 tiếng đồng hồ qua bên Urana đó. Nó hồ 90% nước Urana tan bành hết. Mà tôi nói chuyện 80% chứ nó 90% luôn. Bên nhà cửa nó thụt mấy cái chỗ mà điện lực nó thụt là cúp điện luôn. Cái chỗ nào có nước nó thụt là không có nước cho dân uống luôn. Rồi nhà cửa sập, những nhà trường học, nhà thương chỗ nào đông nó thụt hết. Rồi bây giờ ở bển là 0 độ. Thời tiết 0 độ là bằng đêm rồi không có thấy đường, không có điện là không có thấy đường, rồi không có nước mà uống. Rồi lạnh cũng chết nữa, không có điện mà sưởi ấm nữa. Nó chơi bây giờ, nó quánh về lìa cái chuyến đó cho dân Ukraine chết nhiều, rằng hàng tổng thống Ukraine sợ mà đầu hàng đó. Nó chơi vậy đó, giết dân của Ukraine. Thật bởi vậy. Đánh đòi tâm lý. Ừ. Chứ đánh qua lại với dẫn dẫn nó binh nó cũng chết. Thì ra nó bánh thẳng qua cái đó đó, vì dân chết không, ở bên chẳng xa nó thụt lại không à, nó không qua quánh. Rồi bây giờ nó cho cái cảnh sát ụp qua quánh luôn. Nó chơi hai ba mặt vậy đó. Thành ra cuộc thế giới bây giờ chuyển ra như chóng lắm bà con ơi. Thành ra bây giờ mình phải vững chí tu mới được. Ông Chính cho con hỏi là những cái người mà người ta sinh sống gần những cái đại nạn chiến tranh như vậy đó ông Chính, đó là do cái nghiệp sát sanh hay là như thế nào hả ông Chính, mà nó sống gần những cái nơi mà chiến tranh khổ như vậy? Thì cái chiến tranh thì nó cái trong này nó đủ loại hết trơn, nhưng nó cũng lộn xộn đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà chiến tranh á thì nó gây về cái nghiệp sát, sát nhiều. Rồi á cái người nào mà không sát sanh, sát sanh rồi nó gây qua cái vụ đau bệnh nhức đầu nhức gì, thì do nó cái nghiệp nhỏ lớn mà nó tạo thành. Ha, ông chặt đầu người ta quá, ông đập đầu người ta quá thì khiến ông nhức đầu. Ha, không có chết nhưng mà không phải giặc giả, nhưng mà nó nhỏ thành ra khiến ông nhức đầu, khiến ông giò cẳng tê bại này kia đồ đủ thứ. Còn cái giết người ta đó thì cái nghiệp quả nó nặng là phải giết lợi, nó phải chiến tranh chỗ đó đặng chết lợi trả cho đó đặng trả mạng. Dạ. Thấy không, tại sao nghiệp mỏng vậy thì nghiệp chỗ lớn. Dạ, lúc nãy có một vị mạnh thường quân có hỏi với con là khi chừng nào gặp mấy chú cao niên cao đồ mà hỏi đạo đó thì hỏi con này giùm, thì sẵn đây con cũng hỏi luôn, con sự nhớ ra là cô hỏi gì nè, là cô tu rất là chín chắn, là Đức Thầy có nói là gán tu đắc đạo cứu cổ quyền, mà hiện giờ cô muốn cứu con của cô, hiện giờ con của cô hiện giờ đang sống chung với cô, nhưng mà thấy nó con mình không tu đó, muốn cứu nó rồi mình phải làm như thế nào, chính diễn giải cho nó sâu rộng ra giùm. Bảo đang tu rất là chín chắn. Bây giờ nếu vậy đó thì có một phương pháp, một mà cái là nếu con mình muốn mình tu mà con mình muốn cho con mình tu dạy dỗ nó không được, nó không nghe, thì bây giờ hàng đêm cúng lại rồi thỉnh nó cúng cho nó uống, hoặc nó không chịu uống thì thôi bây giờ mình giái cho con mình tên gì họ gì bao nhiêu tuổi, cũng nhờ ơn Đức Phật và Đức Thầy chư thần vận chuyển lại cho con tôi cái tấm hiền hòa được sáng suốt để tôi nói chuyện nó nghe, để biết nó là tu hành đó, mình cầu nguyện hàng ngày thôi. Yeah. Mà cái này đó là trong cái đĩa của cái Phật Pháp Như Màu đó, tôi có coi cái đĩa này mấy năm trước đó, cái thằng cái gì nó cướp đó mà ông già nó cầu 6 tháng rồi là không ra chuyện, vẫn đi cướp, vẫn đi không phải cướp nhưng mà kêu bằng xã hội đen đó, nó lợi cái nhà hàng nào nhậu rồi là thằng chủ ra là năn nỉ thôi, em muốn nhậu em điện lên anh đi,
muốn nhậu mồi gì anh cho mấy em đem tới nhà đó, nhà em cho em nhậu, chứ em lại đây em cái khách không, khách tạc hết trơn luôn, bán không được. Mà ông cầu, bắt đầu cầu ông gì chủ nhiệm Phật pháp Nhị Màu đó, ông Thích Chất Tính, ông biểu cầu nguyện vậy đi, cầu nguyện một tháng cho chơi, hai tháng cho chơi, năm tháng cho chơi, ông cứ cầu đó đi, Phật pháp mình phải thành tâm. Chứ không phải mà ông hô cầu thẳng một hai tháng rồi ông cầu lơ là cũng đâu có được, phải thành tâm. Ông thành tâm ông cầu đâu gần một năm vậy. Tới một ngày đó nó chực, nó thấy ông già nó bữa nay cái tóc bạc quá rồi, ông đi cái sạn đồ, ông đi chùa, cái nó hỏi gì chứ ba đi đâu, ba nói ba đi chùa, cái nó suy nghĩ nó cha mình già rồi, cái này nó nói ngang, nó nói lại cha mình già rồi, mà mình tuổi mình là ba mấy bốn chục tuổi rồi, có vợ có con rồi, mà mình không có để cho cha mình lo buồn mình, rồi ông già cả gì không biết ông chết bữa nào. Cái nó suy nghĩ rồi cái nó thôi ba ơi, ba đi chùa cho con đi. Cái ông chân gỡn đi, ông chân gỡn ông nói, ông nói trong bụng đấy, ngày bữa nay sao ông kỳ cục trần. Cái ông cũng trả lời xuôi, nó thôi mày muốn đi chùa với tao thôi mày đưa tao đi, đi đi đó, hai cha con đi, nó mới chở, nó mới hồi tâm chuẩn ý lại, nó mới chở ông đi. À, nó chở ông đi vô đó rồi nó gặp ông Thích Giác Tính, nó hết hồn luôn, không dám nói chuyện với ông luôn, sợ á. Cái người hung mà gặp cái người có đức rồi cái sợ dữ lắm, chứ nói gì chứ cái đức của ta là đâu phải vừa. Nó gặp thứ chính là nó hết hồn, không dám mà dám vào mặt không luôn. Người ta câu đua có đức là đâu phải cái người hung mà đâu phải mà dám dòm ta đâu. Nó cũng như đức thầy mình vậy đó, có ai dám muốn hỏi gì, có ai dám hỏi đâu, không dám hỏi. Các người có đức độ vậy đó. Rồi cái vô cái nó hỏi, nó mới hỏi này kia nọ, rồi cái nó sư thầy con thấy ra con bữa nay cũng già rồi, nhưng mà con về vẫn còn làm con mà đi làm cho cha con buồn phiền quá, nhưng xét cuộc đời này con thấy khổ quá, thôi thầy cho con ở trong này tu tới lui để tu với thầy đi. Ông mới nói chuyện cho nó nghe, rồi là bắt đầu nó tu luôn. Không tu luôn sao vậy này vậy đó, là nó ngồi trong đó là nó một mình, nó một cái am, nó ngồi nó tịnh luôn. Thật tình là tới cái duyên của nó rồi đó. Vậy thì bà con cũng nghe chính nói đó, bà con trên đang trực tiếp trên mạng, thành ra bà con phải thành tâm mới được, cầu nguyện mới được. Hàng ngày có thức uống nó cho, nó chịu uống thì uống, rồi giái Phật giái trời giái chư thần độ cho nó để sửa tâm sửa tánh, khai tâm cho nó được sáng suốt, nó hiểu biết qua đạo đó. Rồi mình cầu nguyện hàng ngày, rồi cái là mình cầu nguyện cho nó luôn, tên gì thôi gì bao nhiêu tuổi, rồi mình cầu nguyện, rồi mình thắp hương cầu nguyện, rồi mình lại bốn lại đó. Cũng có nhiều ông đây nè, bạn bè tôi nè, ăn chay trường mà vợ đi đánh bài, rồi con nước ngoài gửi tiền về thì bà đánh bài, nhưng mà ổng đi làm xã hội riết khuyên ba không được rồi bỏ luôn không nói, rồi phận ổng lo tu hành, ổng lo làm phước người ta, còn bà nhà đánh bài một thời gian đó ổng biết ổng có cầu nguyện không, cái nào không có nói cho mình, không nói mình nghe cái chuyện này. Rồi tới chừng mà thời gian bà suy nghĩ sao không biết, rồi bà ăn chay với ổng luôn, rồi bà tu luôn, bà nghĩ đánh bài luôn, thời gian sao mà không biết ổng có cầu nguyện gì không, cái đó mà ổng không nói mình không biết nha. Đó là cũng nhờ nhiều khi có cái sự thành tâm cầu nguyện rồi Phật trời chuyển la chuyển lại. Mà qua lời Đức Thầy cũng nói với mình vậy nè, cái cuốn giảng khác chứ không phải trong bốn cuốn. Cái cuốn giảng nào đây nè, Cảnh Tỉnh Nhân Sanh. Đức Thầy có nói đó, đủ ngày giờ bá tánh mới ăn năn, chứ không phải là muốn ta ăn ăn năn mà dễ đâu, phải đủ ngày đủ giờ nó ta mới ăn năn. Thật coi tôi có coi cái cuốn Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh đó, thầy có nói vậy, đủ ngày giờ bá tánh ăn năn, thành ra chưa tới ngày giờ ta cũng ăn năn. Mà nếu thấy làm ác quá thì con cái không vừa ý mình, không tu hành thì mình ráng cầu nguyện đi, thì mình có lòng thành tâm cầu hoài thì chư Phật chư thần chư là Bồ Tát cũng chứng minh, rồi cũng xây chuyển lợi cho con cháu mình tu. Cứ dưỡng trí đi, không phải mà tu họ cầu nguyện một cái tháng không được thôi, phải thành tâm. Thành tâm thì có Phật mà đâu lai. Bây giờ nói qua cái này, bây giờ nói tới cái chỗ á, bây giờ á, chúng sanh mình lo cái chuyện làm ăn tu chứ cái chuyện tu hành thì ít lắm, thành ra Đức Thầy và các Đức Phật chư thần xuống để khuyên đó. Nhưng mà qua một đoạn giảng này tôi để đọc lên cho bà con nghe để dốt nhẹ vào lòng, thấy được để vào tâm để mà cải hối.
trẻ bảo tu hẹn chờ có tuổi già cho rằng chưa rỗi để tu, hết xuân rồi lại đến thu, cứ như cứ lần lửa đến khi vào quách quan, cứ lần lửa đến khi vào quách quan, có nghĩa là thôi đọc hết cái đi. Kẻ làm con ngổ ngang hung bạo, khiến mẹ cha phiền não phát sanh. Kẻ làm cha mẹ bất lành, khiến con bất bắt trước tạo thành bất lương. Tội lỗi cứ trần dương như thế, hết đời này rồi kế đời sau. Nghiệp mà trà sầu cứ mãi truyền lao, chúng sanh biết đến chừng nào rảnh rang. Đó, mình cứ dạy hoài là không có rảnh rang được. Đó, thành ra đó là hết xuân rồi đại đến thu, cứ lần lựa đến vào quách quan. Đó, cứ vào quách quan thì đó là cái vô thường đến mình đó. Mà vô thường là cái gì? Chứ vô là không, thường là còn. Tức là không thường còn, mình sống vậy cho lúc nữa mình tới số là ông quỷ sứ ông bắt mình rồi. Mà qua lời Đức Thánh Ngài có nói nè, Ngài nói Diêm Vương chú định tam canh tử, định bất luân nhân đáo ngũ canh, Diêm Vương nhất quyết định canh ba, bắt mình đó. Diêm Vương nhất định canh ba, chớ để người đến canh năm. Nó canh ba là canh ba lên bắt, không có để đến canh năm. Thành ra cái vô thường là nó vậy đó, mình không biết được cái lúc mình chết. Mà cái ông này đó, ông lần lựa, ông nói tôi có bốn đứa con, nhưng mà tôi gả cứ hai đứa, còn hai đứa, một đứa gái thì chưa gả, còn thằng trai út mà tôi chưa có cưới vợ nó. Thành ra tôi hẹn 3-4 năm nữa cưới vợ cái con tôi rồi mới tu. Ha. Thì lúc này đó, thì là ông Diêm Vương lên bắt vào quách quan rồi. Bây giờ Diêm Vương dẫn ông xuống âm phủ, đó dẫn Diêm phủ hậu trà. Mà Đức Thầy biết cái chuyện này, Đức Thầy mới ra kinh giảng mới nói cho mình biết nè. Đức Thầy mới nói, ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người bảo ác. Rồi Đức Thầy mới nói thêm nè, khi nhắm mắt hồn lìa khói xác, quỷ vô thường dắt xuống Diêm Đình. Sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thưởng hai đường tỏ rõ. Đó, bây giờ lúc này đó mình hẹn không được là mình xuống với âm phủ rồi. Ông cộng xuống rồi, là xuống âm phủ rồi thấy cưa nè, xẻ nè, dao chặt nè, đĩa châm đâm nè, đầu đội bằng trong là đích ngồi đầu đội trong máu đích ngồi bằng trong. Rồi á, cái người nào mà không có chậm cơm nước để đổ tháo lung tung xuống ăn dòi tửa lung tung ở dưới địa ngục á, đồng thấy cái cảnh địa ngục là hỏi ôi rồi, xuống 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 Diêm Đình thấy tội hỏi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xá tội nay còn một lúc, sao chẳng tu rằng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trầm bóng kiển giống chi hưởng nấy. Đó tạo nghiệp ác thì bây giờ phải trả với cái nghiệp ác đó. Mà con thấy đi ngay rang không có sai chút nào hết. Thành ra trên dương gian mình thấy như vậy thì mình phải thức tỉnh ăn chay niệm Phật tu hành cho sớm, để sau này đó nạn tai ghê gớm nó xảy ra khắp chốn cùng nơi, sự thảm thê không thể kể hết lời bà con ơi. Rồi tới chừng đó đó, khắp cả đời người mình cũng thấy, chứ bây giờ kể kể không hết đâu, không biết đường đâu mà kể hết. Ở xóm tôi đây nè, mới là bóc đống lúa ra thảy hai cho gà ăn 2-3 cái thì ông mẻo xuống, thằng cháu cầm bên đó, nó bợ lên thì ông hứa 2 cái đi luôn, thấy không cấp bách vậy đó. Yeah. Làm sao màu quá ha. Mà thầy đó nói trốn âm thần bệnh xá dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ họng dặn cái cụp rồi đó, là chỉ hứa hước là đi luôn, thấy không. Vậy là muốn tránh cái điều đó là mình phải có phải tu được ha? Có phải tu được. Mình đó làm ác, bây giờ mình tu đi. Thì bởi vậy Đức Thầy mới nói qua cái câu này để chia sẻ qua chút xíu này cho nó rõ cái lý này. Bây giờ hồi đó giờ mình làm ác không? Có nhiều người ta đâm heo xuống chó, người ta
đòi lợi mướn, lại tới nhà ta đâm chém giết chóc. Nhưng mà bây giờ nghe mấy ông mạng nói là 2-3 năm nữa đợi tới này kia, sợ 2-3 năm làm 30-40 năm mà là 2-3 năm tu sợ không hết tội, thành ra mấy ông không dám tu, tu không hết tội thôi làm nữa. Thành ra cái đó là cái tính của mình. Chứ còn đức thầy thì nói nè, đức thầy nói nè, hiếm chi kẻ vô nghị lạc đạo, chỉ lộ một lòng làm bảo làm săn. Ai mà xét đến ăn năn đi, hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng dứt dụng đó, thì ngưng dụng ác, không làm ác nữa thì làm dứt thiện đi, làm lành ăn chay niệm Phật, làm lành cúng lại đi, làm phước đi, nghe coi sao giáo lý của thầy tu đi, thì thầy dắt dụng. Mà câu là câu Phật trong kinh của nó đó, biển rộng mênh mông quay đầu là thấy mé. Mình làm ác thật tình, hồi đó giờ nhiều tội ác lắm, nhưng mà bây giờ mình biết cái chuyện ác của mình, biết chuyện tội của mình, mình cải hối ăn năn là mình quay lại không có bằng ác nữa, là mình làm thiện rồi mình đó là tu hành, thì cái tội mình dừng ở đây ngang, ông Phật ông treo lại đây ha. Rồi mình cứ ăn chay niệm Phật, làm lành, làm như vậy phải, cái chiều điều hung dữ một lần đó mình đừng có bước vào nữa ngang mới được ngang, chứ mình làm nữa là không có được à, làm nữa thì đâu phải cải hối. Thành ra rồi mình cúng lại ăn chay niệm Phật, làm lành đi, rồi ráng niệm Phật đi. Mà đức thầy có nói nè, tội tiêu phước hưởng trường tồn, làm như vậy đó, tội tiêu rồi cái phước mình làm phước tới nè mới hưởng trường tồn. Mà qua lời như ông ba ông có nói đó, ông sư giải ông có nói đó, nó niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình độ khang, niệm Phật tật bệnh tiêu tan, như xương tan nát như hòn nước trong. Mà niệm Phật phải giữ tấm lòng, lòng đừng cháo chắc mắc vòng gian nan, chứ không phải niệm Phật mà nói láo nó dốc lung tung hết trơn là không có được. Niệm Phật phải làm theo hạnh Phật, niệm Phật là phải từ bi hỷ xả, phải biết thương mọi người, phải làm những chuyện là hiền nhân bác ái, không láo dốc ai, nó như vậy mới được. Chứ không phải niệm Phật rồi mình còn cái tánh cũ còn nữa thì đâu được, Phật đâu có xả được, thấy không đó. Mà qua lời đức thầy có nói là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại trong bụng, nó rõ ràng như vậy, nó là thầy chỉ dạy vậy. Thành ra bà con cứ dưỡng trí tu đi, rồi á mình một ngày mình cúng lại hai thời, mỗi một thời là mình có 5 lần phát nguyện, 5 lần là sám hối cho mình, là cái câu nguyện thứ 5, Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xả tội cho đệ tử, là mình đó. Tôi đọc bài nguyện là tôi đọc, đệ tử là tôi, mà chú đọc bài nguyện đệ tử là chú, mà mọi người khác đọc cũng là đệ tử hết ha. Đệ tử tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Một thời cúng giác chiều là được 5 lần, một thời cũng giá sát được 5 lần, 2 thời một ngày được 10 lần, rồi suốt cuộc đời mình như vậy là tiêu tội hết trơn rồi, đâu có đợi tới suốt cuộc đời mình. Nếu mình thật tâm cam sám hối ăn năn, chừa bỏ tội lỗi, làm việc thiện thì cái tội từ từ nó hết, nó tiêu à. Thành ra thầy có chỉ dạy rõ ràng trong giáo giảng, thành ra như vậy. Rồi á, cái người mà đó bị lâu xuống địa ngục với hạnh nãy giờ tôi kể đó, rồi bây giờ cái người còn sống trên dương gian thì thấy vậy, mà thầy đó đã nói giới thiệu cho mình qua biết những câu: muốn tu tình nay đã gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh báo cho ta truyền dạy, nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu rõ đạo màu. Rồi bây giờ đó, tới đây xin chia sẻ cho bà con cái nạn chiến tranh này đó, nếu mà nó gây cấn rồi tới bom nguyên tử thôi, bây giờ giấc chiều rồi mình nói tắt tắt đi, gom gọn vào cho nó mau đi, nó sẽ tắt đó. Chiến tranh này không ngoà khỏi cái nguyên tử hạt nhân, sớm và trễ mà thôi, chứ ông Phật ông biết trước cho rồi, thành ra ông nói phải có, nhưng mà sớm với trễ thôi, chứ không bao giờ không bao giờ khỏi nguyên tử hạt nhân. Mà thành ra nếu nó nổ một trái bệnh rồi đó thì bà con thấy cái gần đó mấy trăm cây số kể như nằm liệt địa hết, còn xa một chút đó, như nước Việt Nam mình đó, thì cái hơi gió mà nó bay qua chỗ nào là chỗ đó ngay dướng ở chân chỗ làng nào đó là thổ huyết chết ngay. Ồ, ghê ha. Đó mà còn đó, có dư lượng của nó, khói nó tồn lên trên bay trên mây rồi nó đóng trên mây, rồi tối lại á mùa sương nó bay xuống đó thì nó thấm vô cây trong lá nè,
bà con sáng sáng bước ra đường mà đi rồi bị gai vào thì nó cái giò mình là nó đứt chảy máu thì chất độc nó thấm vô mình là chết ngay. Ghê quá ta. Đó, không phải tôi nói nhưng mà tôi đọc minh chứng qua lời của tổ thầy của Phật nói. Đây đọc cho bà con thấy chứ không phải là tôi nói. Là Phật nói rồi tôi dựa vô đó tôi nói ra để cho bà con mình nghe, để mà thấy cái chuyện khổ não mình rồi mình mới là thức tỉnh. Là như giảng xưa có nói, đã đến lúc thiên tai xâm xét, bão cuồng phong sẽ quét bốn phương. Bốn phương lận chứ không phải riêng nước nào, nó là toàn cầu lận, nhưng mà chỗ trước chỗ sau thôi. Nạn tai lôi kéo cùng đường, hải hà đất động đất bị thương nẻo trần. Mùi hạt nhân điên đầu chất độc, hít không khí là học mau ra. Lũng phổi chết lẹ đó mà, khó ai tồn tại lướt qua cảnh này. Ông thấy ghê chưa? Tử 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 khói đầy dần vũ, bài khắp nơi ru ngủ trần gian. Đó là chết rồi đó. Ru ngủ trần gian. Thay nằm chặt đất ngổn ngang, nhà tiêu đường dân thế tàn lạnh tanh. Thầy biểu trước chúng sanh thấu hiểu, giờ còn kịp ráng chịu tu trì. Giác ngộ học chữ từ bi, cải tâm sửa tánh quy y đạo trời. Cải tâm sửa tánh quy đạo trời, đạo trời đạo Phật cũng một rồi quý vị ơi. Đừng có nghe nói vậy cái phân biệt đạo trời đạo Phật. Mà ông Ba Thế cũng nói đạo trời đạo Phật là tao đây nè. Đó, ông bà không nói còn đứng ra nói vậy đó. Có một hả? Nhưng mà đừng có nghe nói vậy cái bà con phân chia. Còn đạo trời nữa, đạo trời đạo Phật là khác. Có một hả? Trời xuống xác lệnh cho mấy ông là vậy. Kêu bằng dạy ba tôn giáo là Phật, Thánh, Tiên. Là có một hả? Ba nhánh và một cội. Nó có một hả? Rồi đừng mình nghĩ vậy cái mình nói đạo trời khác đạo Phật á. Giác ngộ học chữ từ bi, cải tâm sửa tánh quy y đạo trời, thì sẽ được các ngài cứu độ. Đó như vậy á, giác ngộ đi mới được các ngài cứu độ. Còn không á thì mình cũng theo cái nghiệp quả của mình thôi, chứ không có chạy khỏi cái nghiệp quả được. Rồi đọc thêm một khúc nữa nè, để sáng tỏ đề đài cho thấy luôn. Chúng sanh sống trên đường đau khổ, là sao lòng không chán bỏ cứ mê. Trời khi quỷ bắt hồn về, diêm vương phán tội khó bề thở than. Quả lớn lao thế giới năm châu, loài người khắp cả đâu đâu, loài người khắp cả đâu đâu, phải qua một cuộc thám sầu kinh thiên. Đất động cả trời nghiêng khắp chỗ, núi dở tàn biển nọ thành rừng. Nơi này chịu cảnh nước dưng, chỗ kia bị cảnh xa gần lửa phun. Có nơi bị thú hung nhiễu hại, nhiều tà tinh kỳ quái hiện ra. Chúng sanh như cội lá già, gặp cơn giông tố thật là thảm thương. Lúc đó yêu quái càng còn thịnh nộ, e nhân sanh không chỗ ẩn nương. Nó bay nó độn đủ phương, lộp trời chặt đất không phường không đường nào đi. Nó thăng thiên hoặc khi độn thổ, qua nước dầu nắng lửa hại người.
Nó làm nguyên đất chói trời, quá nhiều ăn thu xé người từ manh. Nó phi đau rất nhanh như chớp, muôn người trong nháy mắt giết xong. Ngày này có chẳng, ngày này sẽ có chẳng không, chúng sanh cứ chớ có đem lòng dễ ngươi. Ông nói mình sợ mình không tin á, ông nói rằng cái ngày này sẽ có chẳng không, chúng sanh chớ có đem lòng ngại nghi, là mình nói là ông nói láo không có, thành ra mình không sợ. Nhưng ông xác định cho mình là ngày sẽ có, nhưng mà không biết chừng nào thôi. Bây giờ thôi để đọc qua một cái nữa, vài câu nữa để cho khuyến cho bà con mình phải vững chí tu hành mới khỏi. Chứ không thì không có tu á, thì mình có lỗi với một cái cha cha mẹ ông bà thất tổ của mình. Mà theo như Đức Bình của giáo chủ ngài cũng có nói đó, ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Ngõ đáp ân dài công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Chị kính thưa quý vị, hôm nay là vì thời giờ có hạn nên chúng tôi chia sẻ với quý vị là đạo Pháp Phớt chỉ có vài chục phút. Rồi cứ trước khi dứt lời, tôi cũng thành tâm, nếu cái thời pháp này nói được bao nhiêu phút, tôi xin thờ hướng cho tất cả cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ chung của chúng ta và tất cả chúng sanh trong cõi âm và trong mười cửa ngục cũng được cái công đức này mà nhờ ân Đức Phật từ bi cứu hết tất cả những vong linh được thoát chốn mê đồ, giáng sanh về miền cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.